lợi dụng nhu cầu chi tiêu tăng cao, các hình thức lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều. Các đối tượng lừa đảo này còn sử dụng những hình thức tinh vi hơn rất nhiều. Các đối tượng lừa đảo tiếp cận các nạn nhân và dùng nhiều thủ đoạn để đưa các nạn nhân vào bẫy mua hàng điện tử bằng hợp đồng trả góp và quy đổi tiền mặt, khiến họ vừa mất tiền và vừa mang nợ. Để có thể lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng lừa đảo sẵn sàng cung cấp số điện thoại của bản thân và đồng ý trở thành người tham chiếu trong hợp đồng vay trả góp. Không những thế, những đối tượng lừa đảo này cũng sẵn sàng hỗ trợ khoản tiền trả trước cho sản phẩm được chọn mua trả góp. Sau khi sập bẫy, nạn nhân sẽ mất một khoản phí làm hợp đồng khá cao cho đối tượng lừa đảo, dao động từ 30 đến 40% giá trị sản phẩm, đồng thời phải gánh trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền trong hợp đồng trả góp. Việc này khiến các khách hàng gặp rủi ro như ghi nhận nợ xấu CIC khi không thanh toán theo hợp đồng đầy đủ và đúng hạn, ảnh hưởng đến việc sử dụng các sản phẩm tài chính và khả năng vay vốn trong tương lai. Để tránh các trường hợp xấu trên, Homebrief mong quý khách hàng cảnh giác và đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin và hình ảnh trên căn cước công dân cũng như chứng minh nhân dân. Thứ hai, cảnh giác với các chiêu trò, các đối tượng xấu khi quảng bá về việc vay tiền nhanh qua hình thức mua hàng, quy đổi tiền mặt. Và thứ ba, hãy tìm hiểu kỹ về hợp đồng trả góp, đặc biệt là trách nhiệm thanh toán đối với những hợp đồng do mình đứng tên.